Cái thoát vị đĩa đệm đó, thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm, thì cái thoát vị đĩa đệm nó sẽ gây ra những cái chèn ép vào trong cái ống sống, nó sẽ chèn ép vào cái thần kinh, vào rễ hoặc là tủy sống, mà từ đó nó đưa ra những cái biến chứng. Thành ra cái điều trị, một số cái điều trị dân gian á, là như là mình hay gặp ở ngoài đó, hay là đắp thuốc này, đắp thuốc ở sau lưng, ở trong cột sống, rồi hay là những phương pháp đâm kim, chích lễ, giác hơi vân vân. Thì đó là những cái điều trị nó mang tính bên ngoài và không chính thống. Đôi khi nó gây ra những cái biến chứng hết sức là nặng nề. Tôi ví dụ, chẳng hạn như một số bệnh nhân mà chúng tôi đã gặp đó, chẳng hạn như là sau khi mình đắp thuốc nè, hoặc là giác hơi nè, có thể gây ra bị phỏng, phỏng da, rồi dẫn đến là nhiễm trùng tại chỗ. Nhiễm trùng mà nông thì ở bên ngoài, đôi khi sâu thì có nhiễm trùng vô trong xương, trong cơ. Kể cả những cái trường hợp chích lễ cũng vậy. Những cái trường hợp này hoàn toàn là không có tác dụng vì trong điều trị, là tại vì chúng ta là điều trị, nếu mà có chăng cũng là điều trị cái ngọn chứ không phải là cái gốc. Tức là chúng ta lễ giác hơi rồi đắp này kia, đôi khi chỉ giúp cho có thể là gọi là giảm đau bên ngoài thôi, nhưng hoàn toàn chúng ta không điều trị gì được bên trong. Tức là khi cuộc sống nó bị đẻ bên trong mà chúng ta nếu không có thuốc để uống thuốc điều trị, hoặc là đôi khi chúng ta những trường hợp nặng chúng ta không có can thiệp vào bên trong cuộc sống, thì hầu như là chúng ta không có thể điều trị được. Như vậy thì tôi cũng xin gửi đến quý bà con, cô bác và cũng như các bệnh nhân rằng chúng ta nên khi gặp những trường hợp mà có thoát vị đĩa đệm hoặc là thoái hóa cột sống, thì muốn điều trị cho nó chính xác, chúng ta cần phải đi khám bệnh để cho các bác sĩ có được cái khám chẩn đoán cho nó chính xác. Và đôi khi chúng ta phải thực hiện những cái cận lâm sàng, những cái chẩn đoán bằng hình ảnh học rất là chính xác, và chúng ta chẩn đoán cái vị trí tổn thương là chỗ nào, cái mức độ đẻ thần kinh là như thế nào, từ đó để đưa ra những cái điều trị thích hợp thì sẽ có được cái kết quả tốt nhất. Cứ không phải là chúng ta cứ thoát vị đĩa đệm là phải mổ. Chúng ta biết rằng là trên 90% bệnh nhân có thoát vị đĩa đệm, có thoái hóa cột sống đáp ứng rất là tốt với điều trị nội khoa. Điều trị nội khoa là điều trị gì? Điều trị nội khoa là bao gồm có những sử dụng những cái thuốc, bao gồm những thuốc kháng viêm giảm đau, những thuốc giãn cơ, những thuốc điều trị hỗ trợ giảm đau thần kinh. Thì chúng ta kết hợp thêm những cái phương pháp như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, và có những cái bài tập phục hồi để giúp cho bệnh nhân trở về cái đời sống bình thường. Ngoài cái chuyện mà điều trị các triệu chứng giảm đau, bớt tê, bớt nhức, thì chúng ta còn giúp cho bệnh nhân quay trở lại đời sống hàng ngày. Đó. Thì trên 90% là điều trị có hiệu quả bằng cái phương pháp điều trị bảo tồn. Chỉ một số ít trường hợp, tức là nhỏ hơn 10% là có cái chỉ định là phẫu thuật. Như vậy những chỉ định phẫu thuật là chỉ gặp trong một số trường hợp nặng thôi. Tức là bệnh nhân có những cái trường hợp đè ép thần kinh nặng dẫn đến yếu liệt, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị nặng hơn nữa là có những rối loạn về cơ vòng, về cái đường tiêu tiểu, hoặc là những cái trường hợp mà điều trị nội khoa rồi mà thất bại sau 2 đến 3 tháng điều trị mà không đáp ứng điều trị nội khoa, thì chúng ta mới có chỉ định phẫu thuật. Và tất nhiên tùy theo mỗi cái tổn thương cụ thể mà bác sĩ sẽ có những cái chỉ định phẫu thuật điều trị tương ứng, mà để cho có kết quả tốt nhất và an toàn nhất. Để cho phòng tránh cái bệnh này thì chúng ta phải thực hiện những cái yêu cầu như sau. Thứ nhất, trong cái công tác làm việc hàng ngày đó, thì chúng ta phải làm việc theo một cái chế độ nó khoa học, hạn chế những cái công việc mà nó ảnh hưởng nặng lên cái cột sống. Chẳng hạn như chúng ta không nên ngồi lâu quá mức một chỗ, hoặc là những cái công việc đi tới đi lui thật là nhiều, hoặc là khom cúi làm nặng mà không đúng tư thế. Bác sĩ khuyên rằng khi chúng ta có ngồi làm việc, đặc biệt là những nhân viên văn phòng, thì cứ mỗi một tiếng đồng hồ chúng ta nên thay đổi tư thế, bỏ ra 1-2 phút để có những cái động tác vận động nhẹ tại chỗ, để giúp cho cái cột sống và cũng như các khớp vận động, để tránh cái thoái hóa. Cái thứ hai là trong cái chế độ sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta phải có một cái chế độ sinh hoạt lành mạnh. Tức là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là uống đầy đủ nước, tránh những cái, nói chung là tránh tàn phá sức khỏe bằng cách là ví dụ như nhậu nhẹt quá nhiều, bia rượu nhiều, rồi thuốc lá nhiều, rồi nói chung là mình chơi, ăn chơi quá sức, thấy không? Phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ vitamin, đó, sống lành mạnh, đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba nữa là chúng ta cần phải có những cái bài tập mà vận động mỗi ngày. Đó là những cái bài tập mà nó tốt cho cuộc sống. Những bài tập mà tốt cho cuộc sống đó là gì? Đó là những cái bài tập như là đi bộ nhẹ nhàng. Đi bộ nha, không phải là chúng ta chạy
hay là hoặc là chơi thể thao quá mạnh. Đối với một số người lớn tuổi sau 50 thì những cái bài tập nhẹ nhàng như là đi bộ nè, đi bơi lội hoặc là tập dưỡng sinh là những bài tập phù hợp cho cái cuộc sống. À, những bài tập tốt hơn nữa là như chẳng hạn như chúng ta đi bơi là tốt nhất. Như vậy chúng ta kết hợp về thay đổi cái chế độ sinh hoạt, chế độ làm việc cũng như là những cái bài tập mỗi ngày thì chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt, cuộc sống lành mạnh, giúp cho cuộc sống của chúng ta khỏe, chúng ta làm việc được mà tránh được bị thoái hóa cuộc sống. Nếu mà bị thoái hóa cuộc sống thì nó sẽ gặp khó khăn gì trong cái cuộc sống hàng ngày của những người mà bị bệnh vậy? Tất nhiên nếu mà chúng ta không điều trị tốt thoái hóa cuộc sống thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng mà chúng ta đã biết. Chẳng hạn như khi mà thoát vị đĩa đệm rồi hoặc là nó hình thành những gai xương nhiều, nó có thể đè ép dây thần kinh cũng như là đè ép vào cái tủy sống thì nó sẽ làm cho chúng ta đau tê nhiều, thậm chí nặng, có thể dẫn đến là yếu liệt, có thể dẫn đến tàn tật, thậm chí là tử vong. Do đó, điều trị sớm, phòng tránh sớm là yếu tố rất quan trọng để giúp cho chúng ta có được một cái cuộc sống khỏe mạnh. Nó phục hồi rất là kém. Ví dụ như bệnh nhân mới bị dưới 6 tháng, bệnh nhân có yếu chân đi rớt dép, nó đau hoài, Ví dụ nó đau hoài, nó sẽ tới, nó bị tiêu, nó bị biến. Thì cái này là chứ không phải phụ thuộc vào bác sĩ. Có nghĩa là người ta đã cố gắng hết sức rồi. Chứ không phải là bắt buộc là phải phẫu thuật. Còn trong tình huống là tương đối thôi. Mổ hay không không phải là do bác sĩ khuyên là nên mổ mà là do bệnh nhân. Bệnh nhân uống. Rồi, vậy ha. Dạ, trường hợp của cô là lõm xương mà uống mạnh. Xương chưa? Đo rồi, bao nhiêu? Nói lõm xương. Cô không có coi nhiều đó, nhưng mà bác sĩ có đề chẳng. Sẽ năm mấy rồi đó. Có điều trị khoảng 3 năm. Tại cô ở xa quá. Thì cô đến cái khám phòng khám đi. Rồi coi lại cho cô. Dạ. Mà bây giờ uống thuốc tây không có được. Cứ đoàn uống đông y, uống một viên thuốc giãn cơ, bác sĩ cho giãn. Làm như nó dị ứng toàn bộ thuốc luôn á bác đi. Thì cũng đi khám cho bác sĩ cũng dự đoán là giảm tĩnh từ 500 thước thôi, là cô cảm giác nó mỏi từ cái bắp chuối xuống, nó mỏi mà đau giảm tĩnh mạch mà không xương chân không giọt bẻ, mà nó chỉ bị mỏi mà nó tức hay từ chỗ cái bàn chân không cái gót ở trên đùi nó có tê không? Không cũng đau nhưng mà đau nhiều cũng nặng thả lỏng chân nghe. Nó thấy sao? Bình thường á. Không có gì hết ha. Đau về bên phải nhiều thôi. Không đi nhiều thôi. Đi cho. Giờ bác sĩ ấn nào đau nào la là nha. Dạ. Đau không? Không đau. Đau không? Không đau. Không đau ha? Dạ. Đau không? Không. Đau không? Không. Đau không? Bên đây có đau không? Không. Không đau ha? Đau âm mỉ khoảng này. Đau một bên phải thôi dạ, hả? Dạ đúng rồi. Bên phải thôi. Chờ đi là cô có thể ngồi. Nó không tê bác, nó nóng rát. Rát thường khi nào nó xuống xíu chữ không, nó không xíu, coi như vừa cái xe nhỏ nhất rồi, tại chân cô nhỏ. Cô có đái tháo đường không? Không, miligam ít gì nữa, 40 mg. Cái đó có trước hay cái này có trước? Cái cột sống của cô á thì nó có thoái hóa đó, có thoái hóa cột sống có lồi như vậy từ hồi tháng 8. Yeah. Cái triệu chứng của cô thì nó cũng không phải thoái vị đệm, không phải 100% nó không phải thoái vị đệm. Cái bớt kim nặng bớt đứng lâu thôi. Dạ. Rồi tập thể dục, đi bộ. Có siêu âm mà năm 2017. Dạ. Một năm mà nếu mà được thì cô nên đi siêu âm lại cái nó. Dạ. Điều trị sâu hơn. Dạ. Cái này là lĩnh vực của mạch máu. Hai cái tim của cô này nó điển hình của siêu mạch máu. Bên phải của nó không còn sẵn. Không, tại vì thường đó tôi chỉ cho lo được cơ kim để thấy có can thiệp gì đó. Chiêu rời bay hay là làm gì đó. Có nhiều cái thông minh. Tôi còn trước cả khi có cái huyết áp mà nó rối loạn. Thế là cái đốt sống cổ thì nó tổng như nào thì cũng bị trọc. Nhưng mà bác có cái đặc điểm là khoảng 4 năm lại đây thì lại đồng thời là đi 6-7 cây số tôi không cần để gì hết. Nhưng mà tôi ngồi ấy thì có vấn đề. Ngồi sao? Không tê đâu mà nó tức khó chịu. Nóng. Tức chỗ nào? Ở dưới cái vùng tôi lạ lắm, đi nó không đau. Ngộ tôi tan chưa. Đây gọi là đĩa đệm cột sống đó. Ở đâu cái số mấy là tôi giờ, nó bây giờ cột sống bắt nó đau đây này. Bây giờ bắt đầu lên. Ngồi thì nó rất đau. Thì nó bình thường.
nó chỉ có than phiền là đứng lâu hoặc ngồi lâu là nó không có vấn đề. Nhưng mà bây giờ tôi cảm giác là nhưng mà cái chân nó không teo, ngổ chân của tôi không teo. Ok, lấy con khám rồi đó nha. Có đau không? Cuối thì không đau. Thả lỏng cổ đi bác, cổ bác cứng quá. Đau không? Cổ cứng quá. Đau không? Đau không? Không ha. Đau không? Tay ba tay chân không? Không gì ha. Ok, thả lỏng qua nè. Nắm tay. Nắm đi, nắm tay. Nắm đi. Thấy sao? Ok, được rồi. Thả lỏng tay qua. Ok. Nâng hai cái vai lên. Thả lỏng qua đi, thả lỏng qua đi. Rồi, nâng cái vai lên. Nâng lên, nâng lên mạnh lên. Tốt ha. Ok, được rồi. Thả lỏng tay đi bác. Lỏng tay đi ha. Có đau không nè? Thả lỏng tay đi nè. Bỏ tay này xuống. Ok. Có gì không? Thả lỏng cái vai đi. Nó thả lỏng. Thả lỏng con cầm đi. Không có gì hay tay chậm đó. Có thấy sao? Nào, xin lỗi bác, tôi kể là tôi đã tập Himalaya từ 2 năm nay rồi. Thấy là biết rồi. Chống hai tay chống không. Nguyên trái. Nghiêng bên trái. Nghiêng bên trái. Thả lỏng tay đi. Thả lỏng tay. Thả lỏng tay. Rồi, good ha. Rồi, thôi được rồi. Co hai gối lại đi. Co hai gối lại. Ok. Giữ vú chân mình, giữ chân mình, giữ chân mình ha. Thả lỏng chân ha. Không gồng vậy ha. Có gì không? Tôi vẫn gồng cái chân nó vượt lên đầu được mà. Không, không có sự chân lên đầu được. Nhưng mà nó chỉ khó chịu đứng mà lâu